X4 over there. Yeah. Let's go over to the truck over there. Cool, isn't it? Yeah. Hello, Em. Pictures. Hello, anh. Dạ, dạ, anh chưa chụp được. Dạ, 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 chị lấy. Dạ, dạ. À, được rồi. I think these go up quite easily. This is quite a cliff. I think they drive down there. Chút nữa anh có chạy xuống dốc nào? Nhìn thấy cũng căng quá ha. Bay lên hay lượn mấy cái vò vậy rồi nó bay qua đá. Em không dám. Bữa như tuần trước là có hai anh. Là tuần trước là bạn của em đi đó. À, xe nó mạnh hơn. Xe nó tới 500 phân khối rồi. Xả vỏ bớt đi. Dạ. Xả vỏ bớt chạy lại. Xả rồi á. Có xả. Yeah, I think so. I think you're out again. I think you can go up this way. Yeah, I think so. Để xuống dưới rồi có đường đi qua bên kia để đi ra ngoan. They said follow the track. Tire track. Take you out. Oh yeah, you can see it goes right. Yeah, it goes over there. Should try. Think so. Okay. I think you really need to keep your speed, otherwise your front will sink. And then you start. Khúc này hả? Anh xuống xuống đây luôn hả? Chạy luôn bình thường á. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi.
Thank you. Dạ. Đến gần ảnh luôn đi. Vâng. Có hôn thấm thiết thì hôn luôn, chụp thì chết vậy. Hôn dai vô. Cái nha, cái nữa nha. Hôn luôn nè, hôn dai vô. Rồi. Vô vô, khoan khoan khoan. Dạ tụi em phải đi rồi chị. Rồi chờ cho chúng đi lại đây. It's on camera, that's the good news. You alright? My legs are stuck under the bike. It's hard to see the edge here. Yeah, it's like, yeah. If I pull it, just tell me if that hurts. I'm just gonna pull it off you. That's alright, that's alright. Alright. You just saw a cliff edge, you're like, ah. Yeah. I think we just roll it out. I think.
ngoài. Ở cổng ra hướng nào vậy anh? Đi bên này phải không? Dạ.